Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Có nên sinh con năm Dần, năm Mão, năm Thìn hay không? Sinh vào năm nào để hợp với cha mẹ, cho cha mẹ làm ăn phát tài? Một số vị có tâm lý ngại sinh con năm Dần, nhất là sinh con gái, vì cho rằng con gái sinh năm này số cao, tình duyên dễ lận đận. Về quan niệm ngại sinh con năm Dần hay quan niệm chọn năm sinh cho con hợp với cha mẹ, nếu chưa hiểu có thể rơi vào mê lầm. Dù thành ý là tốt, mong muốn cho con được may mắn phước báo, những tư tưởng này thường đè nặng tâm lý của người thân và cả bản thân mình. Biết bao người mong muốn có con mà chưa thể có, người có cơ hội lại ngại sinh con. Nếu có cơ hội sinh con, các vị hãy thuận duyên. Mệnh không có con thì khó lòng có được. Khi đã sinh con, ngoài sự giáo dưỡng phù hợp với văn hóa của gia đình, hoàn cảnh gia đình, cho bé một cái tên đẹp, một cái tên hợp, hợp với mệnh khuyết, với bé quả là phước báo, phước báo của cha mẹ dành cho bé. Nhưng trên tất cả chính là sự hòa thuận của gia đạo, là cách sống chân thiện của cha mẹ để chúng noi theo. Khải Toàn xin chia sẻ quan niệm về sinh con năm Dần, Mão, Thìn trong phong thủy và cả dưới góc nhìn của Phật pháp. Các vị đừng nhầm, Khải Toàn không phải là thầy tu, là người hành nghề thuật số, tu thiền, sống theo giáo pháp của nhà Phật, chia sẻ phong thủy đơn giản, đoạn trừ mê tín thái quá. Phong thủy là phương tiện về công danh, đạo là con đường hướng thiện, Phật là tỉnh thức, thiền là sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Người mà có tâm ý sống với hiện tại là người an lạc là hạnh phúc. Trong thời gian người vợ mang thai, tâm lý của người mẹ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đứa trẻ. Người chồng có vai trò lớn trong việc dung dưỡng này. Nếu gia đình đặt nặng chuyện chọn ngày tháng năm sinh con, đặt nặng về cả giới tính, sẽ áp lực lớn đến với người mẹ. Con cái sinh ra khó lòng, dễ nuôi. Điều mà bao cha mẹ mong muốn chính là trộm vía. Người sinh năm Dần đa phần tính cách khá bộc trực, ngay thẳng, thông minh lanh lợi. Người tính tình dễ nóng nảy, khó kiềm chế. Người mạnh mẽ, khó khuất phục. Nam tuổi Dần có tính khá là phong phú, về nữ tuổi Dần rất mạnh mẽ và tự lập. Nếu người sinh năm Mão là nhóm người vốn cố chấp, bảo thủ khỏi bàn, yêu thương ai sẽ yêu hết lòng, ghét ai cũng như thế. Mão là nhóm người ngay thẳng, quân tử, yêu thương gia đình, thích làm việc thiện nguyện. Với họ luôn mong muốn được sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, không mâu thuẫn. Nam tuổi Mão mạnh mẽ, có ý chí, nữ tuổi Mão thẳng thắn, không ngại gian khổ. Còn người sinh năm Thìn có thêm vài cơ hội có mệnh tốt hơn những con giáp khác. Tuổi Thìn có sức sống mãnh liệt, dáng vẻ luôn toát lên khí chất. Họ có những tài hoa, phẩm chất tốt lành, đó là sự chân thành, bao dung, yêu thương chúng sanh. Nam tuổi Thìn dễ trở thành người đứng đầu, nữ tuổi Thìn giản dị, tự lập, thích giúp đỡ mọi người. Văn hóa của người Việt vốn ngại sinh năm tứ hành xung, ví dụ sinh con năm Dần ngại xung với cha mẹ tuổi Thân, Tỵ, Hợi, sinh con năm Mão ngại xung với Tý, Ngọ, Dậu, sinh con năm Thìn ngại xung với Tuất, Sửu, Mùi. Vẫn theo lý luận trên, các bậc cha mẹ cứ nghĩ đơn giản, sinh con theo tam hợp là tốt, ví dụ Thân, Tý, Thìn, Hợi, Mão, Mùi, Dần, Ngọ, Tuất là tốt, hoặc tìm theo ngũ hành nạp âm dương. Tuy nhiên, xét mệnh không chỉ dựa theo năm sinh, dựa theo năm sinh hoàn toàn thiếu yếu tố chính xác. Xét mệnh cần cả dựa trên năm, tháng, ngày, giờ, giới tính và cả họ tên, được gọi là sinh thần bát tự. Các vị hãy cân nhắc về chọn năm sinh con, hoặc can dự vào chuyện sinh con của con cháu, không khéo tạo thêm áp lực cho họ. Khi có áp lực thì nhà cửa khó lòng có hòa khí, không có hòa khí thì không thể sinh tài lộc. Vì chọn sinh năm con hợp cha mẹ không nhiều ý nghĩa bằng cách giáo dưỡng chúng. Nếu nghĩ rằng chọn năm sinh con để cha mẹ phát đạt, càng dễ rơi vào mê lầm. Mệnh của bạn không có nhân tài phú, dù sinh con năm nào đi chăng nữa vẫn có tài phú, đừng đổ lỗi cho những đứa trẻ vô tội. Một vị gia chủ chia sẻ,
trước đây vợ chồng của em chần chừ việc sinh con sau vài năm đầu kết hôn. Đến năm thứ ba muốn sinh con, cha mẹ bảo không thể sinh con năm này, sẽ tổn hại phước của gia đình, phải đợi thêm 2 năm nữa. Thế là hai vợ chồng vì chuyện cha mẹ can thiệp chuyện sinh con, mâu thuẫn lẫn nhau, hạnh phúc rạn nứt, tình cảm dần lạnh nhạt. Đến năm thứ năm sau khi cưới, hai vợ chồng quyết định sinh con. Nhưng khi đi khám bác sĩ, họ bảo rằng một trong hai người có vấn đề về sinh sản. Dù rất buồn nhưng vẫn kiên trì chữa trị. Đến năm thứ 8 sau khi cưới, hai người đã có một đứa con trai được lành lặn. Chính ngay trong niềm vui khôn tả này, cả nhà khi có đứa cháu đầu tiên, mọi người dành hết tình cảm vào đứa bé. Thế là bao xung đột xảy ra giữa nội, giữa ngoại, giữa vợ, giữa chồng. Từ miếng ăn cái mặt của đứa bé, tranh giành quyền được cưng chiều đứa bé. Mâu thuẫn này cứ dai dẳng trong nhiều năm. Vì quá được nuông chiều, càng lớn đứa bé càng khó dạy bảo. Thế là bên này đổ lỗi cho bên kia, chuyện không hồi kết. Các vị thấy đấy, tất cả từ nhân quả. Không phải cứ xem ngày lành là cưới về sẽ hạnh phúc. Không phải xem năm tốt sinh con là gia đình được hưng vượng. Vì một ngày lành, một đứa trẻ chào đời chỉ là sự khởi đầu. Cần 10, 20 năm để vun đắp nhân cách cho một đứa trẻ, cho một con người từ lúc lọt lòng. Các vị thử nghiệm lại cuộc đời của mình. Có giống như một trang sách viết sẵn kịch bản. Người ta gặp, việc ta làm, nơi ta đến, tất cả là cơ duyên dẫn lối cho ta đến những điều ấy. Chẳng có kế hoạch nào diễn ra như chúng ta đã định sẵn. Ngày tháng năm một đứa trẻ sinh ra là định số. Tướng mạo sang hèn thọ mạng là định số, là do nghiệp từ đời trước. Nhưng đau khổ hay an lạc là do sự tu dưỡng của tâm tánh. Phước báo từ đâu mà có, họa phúc từ đâu mà ra? Từ cái nhân từ đời trước, từ tập nghiệp từ đời này. Giả dụ các vị xem năm sinh con không đồng nghĩa với việc mệnh của đứa con sẽ tốt. Càng sai hơn khi nghĩ rằng sinh con để hợp với cha mẹ, cho cha mẹ phát tài. Có tài phú hay không phải xem lại trong mệnh của bạn, xem lại đời này có mở lòng bố thí hay không. Người xưa bảo tiền tích đức hậu tầm long. Các vị là bậc trưởng bối, phải làm gương, làm điều lành cho chúng sinh, giáo dưỡng cho con mình hướng thiện. Hướng thiện và biết buông xả, biết bố thí mới tích được âm đức, tích được cho đời sau. Con cháu theo lời dạy của các vị có thể dưỡng phước bồi đức. Dù các vị có xem thầy giỏi, chọn năm tốt để sinh con, nhưng bản thân các vị không hướng thiện, thiếu sự giáo dưỡng tốt cho những đứa trẻ. Những đứa trẻ này khó lòng tốt đẹp trong giai đoạn của tiền. Đời này cùng chung một gia đình là cộng nghiệp. Người làm ta khổ do ta nợ họ từ đời trước. Phật dạy không duyên không nợ, không kết giao đời này. Đời này con hay trả nợ, báo ân hay báo oán. Đời trước bạn làm người khác đau khổ, đời này kiểu gì cũng có người đến đòi bạn, trong hình hài đứa con hay một người nào đó. Vì thế đau khổ hay tự tại là do giác. Người không có con mong cầu khẩn cầu khắp nơi để mong có được một đứa con. Người có cơ hội có con lại không tin, lại bị thông tin quấy nhiễu về năm tốt năm xấu, lại ngần ngại sinh con. Bạn có nghiệp của bạn, con cái có nghiệp riêng của họ, mỗi người có nghiệp riêng. Không phải vì sinh đứa con này mà làm ăn trở ngại, sinh đứa con kia mà gia đình ly tan. Mệnh của bạn có chủng tử khó nhọc, dù sống với ai, sống ở đâu cũng có chướng ngại, không nên đổ lỗi cho những đứa trẻ. Ngày ngày bạn huân tập điều lành, chọn lọc lời để nghe, chọn lời lành để nói, tâm thuần thiện thuần tịnh, đó chính là phương pháp giảm nghiệp tăng phước. Khi có chút phước báo, có thể dùng ít âm đức của mình hồi hướng cho con cái, cho chúng sanh, đó là cảnh giới của an lạc. Khi tâm bạn thiện, không dễ bị thấm nhiễm bởi những lời mê tín, không xao động trước lời thị phi, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bạn tự hiểu rằng mỗi người đều có phước phần riêng.
bản thân chư vị, con cái chư vị cũng như vậy. Mỗi người có nghiệp quả khác nhau. Người mang tâm lý cầu sinh con, xem năm tốt lành để sinh con, nhưng thiếu sự định tĩnh, chẳng khác nào muốn có những thứ ngoài khả năng. Câu nói trời sinh voi sinh cỏ xưa kia hoàn toàn khó áp dụng với thời nay. Cuộc sống nhân sinh này càng nhạt càng đơn giản, đó chính là cảnh giới sâu sắc, cảnh giới của tự tại. Bạn thử nghĩ lại, con cái là niềm vui nhưng cũng là phiền não. Sinh một đứa con sẽ sinh thêm cả trăm, cả ngàn, cả triệu món đồ cho chúng. Bạn mất rất nhiều thời gian cho chúng, dành mọi tâm tư tình cảm cho chúng. Nhưng khi chúng không vâng lời, bạn lại oán trách ông trời, oán trách chúng. Năm sinh con xấu, nội ngoại tốt xấu, con giỏi con hư, tất cả đều chấp. Chấp vào sự so sánh hơn thua. Đây chính là cảnh giới của phiền não, tự mang vào lòng những tâm trí, những tư tưởng tiêu cực. Khi tâm còn chứa nhiều tạp niệm, bản tính còn nói những lời thị phi, là những tập nghiệp chưa thể đoạn trừ. Dù có chọn ngày lành ngày tốt sinh đứa trẻ, chỉ khiến những đứa trẻ dễ ô nhiễm những tập khí ấy. Bạn có thể tự hỏi, xã hội ngày nay dạy chúng ta điều gì? Xã hội nơi ta sống dạy con cái chúng ta có học làm người hay không? Hay dạy con cái chúng ta cạnh tranh? Cạnh tranh để đạt thành tích cao, cạnh tranh dẫn đến đấu tranh và cả chiến tranh, như nhiều người ngày nay vẫn đang làm theo. Sống như vậy làm sao có thể an lạc? Khải Toàn xin phép nói riêng chủ đề này ở một video khác. Hy vọng chư vị hiểu rằng chọn năm sinh con là phụ, mấu chốt vấn đề là cái tâm thuần thiện thuần tịnh và sự giáo dưỡng thiện lành cho con cái. Để có được điều này, các vị phải ngày ngày tinh tấn tu dưỡng tâm tánh, giống như ngày ngày các vị rửa mặt để mặt đẹp, đi làm để tích lũy tiền. Việc tu dưỡng tâm tánh ngày ngày là tích phước bồi đức. Cảm ơn các vị đã xem, chúc các vị tâm thân an lạc.